Hôm nay là một ngày cô rất là vui, hãnh diện và rất là xúc động làm một cái buổi việc nhỏ và chương trình để làm tốt nghiệp cho các bạn trong quá trình học và luyện của huấn luyện viên khóa 10. Cô rất vui khi các bạn cố gắng luôn học tập, rèn luyện. Nói chung là không những học ở bên cô mà các bạn còn chia sẻ, học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ nhau trong quá trình tập luyện và luôn gắn kết, đồng hành. Có nghĩa đồng hành trong quá trình học tập hôm nay với cô, với các bạn. Nhưng sau này ra nghề, mỗi bạn, mỗi phương trời, mỗi ví dụ là mỗi công ty, thì mỗi câu lạc bộ mở, mỗi nơi chia sẻ khác nhau, thì chúng ta luôn gắn kết và luôn trò chuyện, hỏi han nhau. Cũng như là sau này ra chứ đừng nhìn cô không biết quen quen cô quen ta. Rồi nay đến dự chương trình thì có cô và các bạn huấn luyện viên trong trung tâm yoga An Viên. Xin mời chị Oan, cô Oan huấn luyện viên yoga trung tâm yoga An Viên đó. Rồi xin mời cô Tường, rất là dễ thương nè. Xin mời cô Nga, hướng nhồi Ngọc Nga. Rồi còn mấy huấn luyện viên các thầy cô kia thì đi công việc một chút, thì có gì thì cô sẽ các thầy cô có gửi lời hỏi thăm đến lớp nha. Đó là có các huấn luyện viên đến tham dự thì cô có những món quà gửi tặng đến các thầy cô để đào tạo cho món quà qua đây. Em tặng chị gái. Rồi bên bên các bạn có những món quà gì gửi gắm đến các thầy cô các bạn à? Chi chút nữa sẽ bê quà để cô phát cho các bạn nhé. Những món quà gửi đến các thầy cô rồi à. Rồi vậy thì à đâu ờ rồi cô cảm ơn nhé. Ôi chứ cô bỏ qua bự chà bá đây vô đây. Trong quá trình học thực chất là kiến thức là ở do các bạn, quá trình rèn luyện là kiến thức, mọi điều là ở trong các bạn hết ha. Các bạn rèn luyện học kiến thức chuyên sâu, cô rất là vui là coi như là kiến thức các bạn nắm rất là chắc thì cô mới cho tốt nghiệp ra trường. Và cô rất là tin tưởng các bạn bây giờ dù bước vào bất cứ một cái lớp học nào, dù lớn dù nhỏ, tất cả các bạn đều có tự tin có thể đứng lớp rất là ok. Và lúc đó cô không phải dìu dắt hoặc là đi đằng sau cô để ngó nghe các thứ nữa nha. Và cô tin tưởng tuyệt đối để giao chia sẻ, để các bạn đem những cái kiến thức của mình để chia sẻ đến cộng đồng với mọi người, giúp đỡ mọi người khỏe từ thân tâm, từ cơ thể bên ngoài đến bên trong. Chúng ta luôn luôn lắng nghe và chia sẻ với mọi người. Và khi kết thúc khóa học ở đây thì cô không có gì, những cái gì rèn luyện các bạn đã được xứng đáng và nhận lại những kết quả và những cái để làm cái bàn đạp bước chân để các bạn đi hành nghề. Đó là những tấm bằng của bên công ty nha, bên câu lạc bộ yoga An Viên gửi đến các bạn. Đấy. Và tấm bằng của bên tổng cục thể dục thể thao, tại giờ các bạn đã hoàn thiện hết thì cô xin gửi lại tất cả những cái gì các bạn đã hạt gái được đó, những cái quả ngọt thì cô trao lại gửi lại cho các bạn đó, bằng các và đây là những món quà cô rất là nhỏ và xinh cô gửi các bạn là món quà vào cuối cuối khóa khóa học này nha. Trước tiên là bạn tên gì? Bạn Thanh Ly đó, xin mời em. Xin mời cô Anh sẽ lên trao bằng cho bạn, trao hai bằng cho bạn. Dạ, bằng thứ nhất đây là của Yoga An Viên, bằng thứ hai đây là bằng của tổng cục và đây là món quà cô tặng em. Rồi đây. Đẹp, nghe đẹp cái là vui rồi. Rồi cô cảm ơn. Bạn tên gì? Xin mời bạn Trinh, một người mẫu của Yoga Viên khóa 10 đó. Xin mời cô Tường. Xin trao bằng cho bạn. Ê, một bằng
bằng của trung tâm yoga An Viên. Rồi một bằng nữa là của bên tổng cục thể dục thể thao. Ok em, và đây là món quà cô tặng em. Rồi chúc em thành công vui vẻ nha. Thời xấu. Xin mời bạn Thùy Linh. Bạn Thùy Linh xin xin. Xin mời cô Ngà. Một cô giáo rất là đảm đang về mọi mặt ha. Trời, vừa vẽ đẹp nè, vừa đàn hay, hát hay. Cô tuyệt vời, cô Ngà thì tuyệt vời. Mà cô nào cũng tuyệt vời hết. Rồi, ừ, hai bằng em nhận. Rồi, chúc mừng mình nha. Tuyệt tiếp. Bạn xin mời người mẫu của em, bạn Tuyết. Xin mời chị Oanh lên tiếp tục phát quà cho bạn. Rồi chào bạn, bạn của trung tâm yoga bên đây, bạn của tổng cục, bạn trung tâm yoga bên đây, món quà em gửi chị. Rồi chúc chị luôn thành công và đừng bao giờ run nữa nha. Hôm nay chị đã bứt phá và chị tự tin như một người mẫu và ca sĩ. Cười nè. Rồi, ok, cảm ơn các bạn. Bạn tên gì? Xin mời bạn nghe lớp trưởng nhiều ý tưởng. Bạn rất là hăng hái với nhiều ý tưởng. Xin mời cô Tường xinh đẹp lên trao bằng cho bạn nghe. Xin cảm ơn món quà. Rồi, cảm ơn em. Hương hả? Xin mời bạn Hương. Đấy, xin mẫu của cô đấy. Rồi, xin mời cô Ngà lên sẽ trao bằng cho bạn Hương. Rồi, bằng kia nè. Ok, đây món quà tặng em. Rồi, chúc bạn Hương sẽ mãi mãi thành công và rất là tỏa sáng nè. Cảm ơn em. Bạn tên gì? Phụng. Xin người người nổi nổi nhất đêm nay bạn Phụng đó. Thằng khè luôn. Xin mời cô Anh sẽ trao bằng cho bạn Phụng. Em thích màu vàng. Để xem nào. Đúng màu vàng không? Đây, có màu vàng đây. Đây, chúc mừng em. Ok.